Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Clip nóng khám xét khẩn cấp nhà riêng và nơi làm việc của ông Nguyễn Đức Trung. Ngay trong tối ngày 28 tháng 8, lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp nhà riêng ông Nguyễn Đức Trung tại phố Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội. Ngay lúc này, các lực lượng chức năng cũng đã tiến hành khám xét tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nơi làm việc của ông Nguyễn Đức Trung. Theo khoản 1 điều 5 Luật Bảo vệ Bí mật Nhà nước 2018, các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật nhà nước gồm có làm lộ, chiếm đoạt, mua, bán bí mật nhà nước, làm sai lệch, hư hỏng, mất tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước theo quy định tại Điều 337 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017, tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật nhà nước có thể bị xử phạt tới 15 năm tù. Cụ thể, Bộ Luật Hình sự quy định như sau. Người nào có ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật nhà nước nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 110 của bộ luật này thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm. Thứ nhất, bí mật nhà nước thuộc độ tối mật. Thứ hai, lợi dụng chức vụ quyền hạn. Thứ ba, gây tổn hại về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa. Phạt tù từ 10 năm đến 15 năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây: có tổ chức, bí mật nhà nước thuộc độ tuyệt mật, phạm tội hai lần trở lên, gây tổn hại về chế độ chính trị, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.